Vâng, xin mời chào bác nhá. Thì bên cửa hàng em đến tối, sắp tối thì mới đi lắp cho nhà anh Thành tại đây, Kiến Hưng, Hà Đông. Đây mời các bác xem qua không gian nhà khá là rộng đẹp. Mời các bác xem vào xem không gian nhà nhé. Đây, hôm nay đến lắp cho anh Thành một combo bộ sàn. Đây, mọi người rất là đông vui. Đây mời các bác xem qua phòng khách, tiền với cả phòng bếp. Đấy, không gian bày trí rất là đẹp. Hôm nay bên cửa hàng em là đi lắp cho anh là một đôi loa Audio Center Bass 30. Cùng với đấy là một bộ combo bộ dàn, cùng một chiếc mic 450 25 mã, một chiếc vang số S500P và một chiếc đẩy AV-Tham hàng bãi HL6. Nhà anh kiểu thì nhà anh thì kiểu mỗi con súp thôi, không thì đánh tức ngực luôn. Các bác xem qua lại một lần nữa. Và sau đây thì mời các bác thử âm thanh sau khi em đã căn chỉnh xong cho anh. Đỏ vì mình mới sắp dơ bỏ chơi đất.